Xin chào các bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay các bác mẫu xe đạp địa hình Java Espresso, một dòng xe đạp với phân khúc dưới 6 triệu đồng. Và các bác đã được một chiếc xe mang thương hiệu của Java, một cái thương hiệu rất là tốt trên toàn thế giới của Ý, và được sử dụng một bộ group chuyển động đó là Shimano Tourlay, cùng với cả là phanh dầu và vành bánh của xe thì đã được sử dụng là vành bánh bi vòng. Đó, máy ơi bi vòng. Phân khúc dưới 6 triệu đồng các bác nhé. Được một chiếc xe cực kỳ là tốt đến từ thương hiệu Java, một cái thương hiệu đã rất là quen thuộc với các bác chơi xe rồi, một cái thương hiệu của Ý. Model là Espresso các bác nhé, và sử dụng tông màu xám xi măng cực kỳ là đẹp, với tông màu đang rất là được ưa chuộng trên thị trường. Designer in Italy các bác nhé. Này, thiết kế theo công nghệ của Italy. Tông màu sơn xám xi măng và phủ bóng rất là đẹp. Khung xe thì còn rất là mới các bác nhé, hầu như là rất ít vết xước, chỉ có những cái vết xước nhỏ xước răm do đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu từ nước ngoài về nên là không thể tránh khỏi. Còn tổng thể xe thì còn giữ cái độ mới và đẹp cũng tương đối là tốt. Nước sơn lên vẫn còn rất là bóng và đẹp. Bộ chuyển động của xe là bộ Shimano Tourlay các bác nhé, với 8 tầng lít và 3 tầng đĩa. Cho xe có 24 độ khác nhau. Với cái tầm giá này và các bác đã được một chiếc xe Mayer bi vòng, sử dụng bi vòng bạc đạn và phanh dầu các bác nhé, phanh dầu đến từ Avit. Tầm giá này thì rất hiếm xe có được sử dụng phanh dầu. Phanh dầu và tay bấm xả của xe thì cũng là tay Shimano. Thì toàn bộ xe này là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Nguyên bản hết. Từ những chi tiết như ghi đông của phốt tăng này, hay là vành. Vành cũng là nguyên bản hết. Cọc yên rồi yên. Tất cả mọi thứ là đều là nguyên zin. Giảm sóc của xe sử dụng là giảm sóc dầu thủy lực đến từ thương hiệu FG Santur, model là XCM. Thì, giá bán của xe bên đây đang bán là 5.800.000 các bác nhé, một cái mức giá rất là rẻ và cực kỳ là hợp lý để các bác có thể mua một chiếc xe đạp thể dục thể thao bình thường hàng ngày, đi lượn là trong phố hay là cũng có thể lôi đi leo đồi. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Đuối thì cũng rất là tốt. Thì size của xe thì nó là từ tâm trục đạp đến khóa yên là 38 cm các bác nhé. 38 cm từ khóa yên tới tâm cửa phốt là 52 cm. Thì size của xe sẽ bỏ cho các bác đi từ khoảng 1m57-58 đến khoảng 1m68 đi là phù hợp. Chuyển động các thứ đi, các bác có thể trên hình rất là mượt. Và giá bán của xe bên em đang bán là 5.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình
cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và liên quan đến kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.